sinh trung học phổ thông niên khóa 1995-1998 Hà Nội gửi gắm trong chương trình Hòa nhịp yêu thương. Tuổi trẻ đi qua, nhưng những điều thuộc về tuổi trẻ vẫn còn tiếp sức cho những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Đó chính là thông điệp mà Hội học sinh phổ thông trung học niên khóa 1995-1998 Hà Nội gửi gắm trong chương trình Hòa nhịp yêu thương. Làm sao để khơi dậy được cái lòng nhiệt tình của các bạn và cho các bạn thấy được là cá nhân của các bạn là một cái đóng góp mới ở trong tập thể. Và chúng tôi mong muốn là cái việc tổ chức các cái chương trình như thế này sẽ lan tỏa được trong cộng đồng. Bình thường ấy thì chúng tôi lên sân ấy thì là chỉ là giao lưu vui vẻ và đá bóng là xong, có thể gọi là uống nước giao lưu. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi biết rằng chúng tôi lên sân là có một cái sứ mệnh nó khác một chút. Mỗi một đồng bóng của chúng tôi ấy, là có thể là một sự đóng góp nhỏ nhỏ cho những cái trường hợp mà các bạn cũng chưa may mắn để cho nó khóa. Hòa nhịp yêu thương kêu gọi sức mạnh của Hội học sinh phổ thông trung học niên khóa 1995-1998 Hà Nội cùng chung tay giúp đỡ các bạn khó khăn trong cuộc sống cùng niên khóa. Và ngày hôm nay thì khi kết nối lại với nhau thì chúng tôi có thể làm được những việc rất là tử tế. Chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn có những hoàn cảnh khó khăn để các bạn có thể tự tin hơn, các bạn lạc quan hơn trong cuộc sống và vươn tới những điều tốt đẹp. Nếu mà không có các bạn, không có những cái sự dõi theo, được động viên giúp đỡ của các bạn, kể cả vật chất lẫn tinh thần, thì mình có thể mình sẽ đi theo một cái hướng khác. Bây giờ mình được như thế này, mặc dù nó vẫn khó khăn nhưng mà cũng phải cảm ơn rất nhiều và do các bạn mình có được cái định hướng như thế này, và cảm ơn rồi là bây giờ mình vẫn là người tốt. Hòa nhịp yêu thương nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của Hội học sinh phổ thông trung học niên khóa 1995-1998 Hà Nội. Dù trong bất cứ thời đại nào, tuổi trẻ cũng đáng trân trọng và là phần thưởng quý giá của cuộc đời.